Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa đến thăm làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện Bạch Mai tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện giã chiến số 16 do bệnh viện Hùng Vương phụ trách và trạm y tế lưu động tại phường 11, quận Phú Nhuận. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện số bệnh nhân COVID-19 nặng đã được kiểm soát, số ca tử vong có xu hướng đi xuống. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện giã chiến số 16 cho biết Hiện hai bệnh viện đang điều trị chưa gần 1.200 bệnh nhân COVID-19, trong đó tại trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai có 360 bệnh nhân nặng, tại bệnh viện Giã chiến số 16 có hơn 800 bệnh nhân, chủ yếu là sản phụ mắc COVID-19 với khoảng 20 đến 30 sản phụ nhập viện một ngày. Thời gian qua, bên cạnh lực lượng chủ chốt của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Hồ Vương tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân và các hoạt động hậu cần cho trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Giã chiến số 16, còn có đội ngũ thầy thuốc chi viện từ các bệnh viện và các địa phương cùng đội ngũ tình nguyện viên và thành viên các tôn giáo. Bệnh viện Bạch Mai còn tích cực triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng hồi sức cấp cứu cho các bệnh viện tuyến quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai cho biết công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tuần qua đã có những tín hiệu khả quan với số lượng bệnh nhân tử vong đã giảm. Ghi nhận tinh thần quyết tâm chủ vững, đẩy lùi dịch bệnh của các thầy thuốc tuyến đầu, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định, tới thời điểm này, chúng ta đã bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Khi số ca mắc giảm, số bệnh nhân nặng được kiểm soát và số ca tử vong có xu hướng đi xuống để đạt được những kết quả này, ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố, của ngành y tế nói chung, thì sự nỗ lực của các thầy thuốc trong các trung tâm hồi sức tích cực, các bệnh viện giã chiến, bệnh viện điều trị ở tầng 2 là hết sức quan trọng. Theo đó, thời điểm đầu của dịch bệnh, trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện giã chiến số 16 nói riêng và các bệnh viện tuyến đầu nói chung khá ngổn ngang, thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực. Nhưng với nỗ lực vượt bậc của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện, các trung tâm hồi sức tích cực và các bệnh viện điều trị COVID-19 đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả tích cực. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao con số 100 bệnh nhân xuất viện mỗi ngày tại bệnh viện Hồng Vương và bày tỏ mong muốn các thầy thuốc giữ sức khỏe, giữ vững tinh thần. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, chúng ta đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân mang lại hy vọng cho những mầm sống của xã hội và tiếp tục đạt thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh.